Shuhi Sternenko, người gây quỹ chế tạo UAV cho Ukraine, đã đăng một đoạn video lên mạng xã hội được mô tả là cảnh tổ hợp phòng không 9K33 Osha của Nga bị phá hủy. Trong đoạn video, Osha đang di chuyển trên đường trước khi nó đậu vào trong một nhà chứa phương tiện. UAV của Ukraine đã phát hiện ra tổ hợp này nhưng bám đuôi chờ khi Osha vào nơi ẩn nấp. Sau đó, những người điều khiển máy bay không người lái FPV của tiểu đoàn không quân số 90 Ukraine quyết định điều khiển UAV lao thẳng vào nhà chứa phương tiện nhưng bị cánh cửa sắt cản trở. Sau đó, một UAV thứ hai tiếp tục được điều động để xuyên qua cánh cửa, khiến nó bị hư hại nhẹ. Ukraine điều động thêm UAV thứ ba xuyên qua và lần này cánh cửa sắt đã bị phá hủy. Sau đó, UAV bay vào bên trong và khói bốc lên. UAV trinh sát cho thấy 5 quân nhân đã chạy ra ngoài bằng đúng số lượng kíp vận hành Osa. Một đám cháy bốc lên, khói màu đen phát ra dữ dội cho thấy mục tiêu bên trong dường như đã bị phá hủy. 9K33 OSHA là một phương tiện nặng 17 tấn, mang theo một hệ thống phòng không khép kín hoàn chỉnh với radar tìm kiếm và theo dõi cùng 6 tên lửa sẵn sàng khai hỏa. Nó có tổ lái gồm 5 người, chỉ huy và lái xe ở cabin phía trước ba người điều khiển radar và tên lửa phía sau. OSHA có nhiệm vụ bảo vệ các đơn vị thiết giáp Nga khi di chuyển khỏi mối đe dọa trên không. Nó thường bắn cùng lúc hai tên lửa dẫn đường bằng radar, mỗi tên lửa có xác suất tiêu diệt mục tiêu là 55 tới 85%. OSHA được xem là một trong những khắc tinh hiệu quả nhất với UAV cỡ nhỏ của Ukraine, có giá dao động từ 4 tới 10 triệu đô la Mỹ. Nó được phát triển từ những năm 1970 và được cải tiến nhiều lần để phù hợp với tình hình chiến trường. OSHA là một hệ thống dễ tổn thương vì có cả radar tích hợp cùng với xe phóng. Chỉ cần một mảnh kim loại văng vào radar cũng có thể khiến tổ hợp này bị vô hiệu hóa. Đây không phải là lần đầu Ukraine điều khiển UAV bay vào trong nhà kho, nhà chứa để phá hủy vũ khí Nga. Hồi tháng 2, UAV Ukraine từng bay vào nhà kho để phá hủy một số xe tăng Nga. Với mỗi UAV chỉ có giá 500 đô la Mỹ, Ukraine có thể điều động số lượng lớn để phá hủy lớp bảo vệ nhằm tấn công mục tiêu trị giá hàng triệu đô la Mỹ bên trong. Vụ việc cho thấy mối đe dọa nghiêm trọng từ UAV giá rẻ và cách chúng gây ảnh hưởng tới tác chiến hiện đại. Ngoài khả năng trinh sát, UAV còn có thể tấn công tự sát, gây ra thiệt hại lớn cho đối thủ. Mối đe dọa từ UAV FPV ngày càng lớn trên chiến trường khiến cho việc chỉ để vũ khí trong nhà kho trở nên không còn an toàn. UAV vẫn có thể xuyên qua được gạch, cửa sắt nếu tấn công nhiều lần. Bài toán bảo vệ khí tài đắt tiền sẽ trở nên khó khăn hơn nữa trong tác chiến hiện đại. Có tới hai chiếc Su-57 bị đánh trúng. Ông Andriy Yusov, phát ngôn viên tình báo quốc phòng Ukraine GUR hôm 12 tháng 6 tuyên bố, có tới hai trong số các máy bay chiến đấu Su-57 của Nga bị trúng đạn trong cuộc tấn công vào sân bay Akhtubin ở Astrakhan, nhưng một trong số chúng chỉ bị hư hại nhẹ. Ông Yusov nói, Bây giờ chúng tôi có thể nói rằng một chiếc Su-57 bị hư hại đáng kể, chiếc còn lại bị hư hại nhẹ hơn và có thể được phục hồi. Cơ quan tình báo quân sự đưa tin về vụ tập kích ngày 9 tháng 6, đánh dấu vụ tấn công đầu tiên vào Su-57. Mẫu máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Nga chỉ có một số chiếc được biên chế trong không quân Nga. Hình ảnh vệ tinh được công bố sau cuộc tấn công dường như đã xác nhận một cuộc tập kích chính xác nhằm vào sân bay Aktubin ở miền nam nước Nga, nằm cách tiền tuyến khoảng 590 km. Ngay trong ngày 10 tháng 6, ông Yusuf cho biết, theo thông tin sơ bộ, hai chiếc Su-57 có thể đã bị đánh trúng. Tình báo quân sự thường không tuyên bố chịu trách nhiệm công khai về các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga, nhưng các nguồn tin nói với Kiev Independent rằng Ukraine đã thực hiện một số cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Đánh giá khách quan mà nói thì dường như không quân Nga cũng chưa mặn mà lắm với tiêm kích tàng hình Su-57 bởi chi phí để chế tạo và sản xuất khá đắt đỏ trong bối cảnh ngân sách eo hẹp, Moscow khó có thể đầu tư mua sắm ồ ạt vũ khí bảo bối này. Giới chuyên gia hàng không quân sự Nga và thế giới đánh giá khá cao về dòng tiêm kích tàng hình thế hệ 5 đầu tiên của Nga. Thứ nhất, radar cực mạnh. Trong khi hầu hết các máy bay chiến đấu bao gồm tất cả các mẫu thế hệ năm như là F-35 Mỹ hay J-20 Trung Quốc, chỉ có một radar thì trên Su-57 có đến 6 radar được tích hợp vào khung, mang lại lợi thế đáng kể trong nhận thức tình huống trên chiến trường. Không chỉ cho phép phi công theo dõi 60 mục tiêu cùng lúc, mà còn hoạt động ở các giải bước sóng khác nhau giúp tối ưu hóa cho chiến tranh điện tử và giúp phi công phát hiện các mục tiêu ở tầm xa tốt hơn. Thứ hai, trang bị vũ khí khủng. Máy bay sẽ được trang bị tên lửa dẫn đường K-77M có tầm bắn tới 200 km với cánh được gập gọn và bố trí ở các khoang vũ khí bên trong, được tối ưu hóa để tấn công các mục tiêu nhỏ và cơ động nhờ hệ thống dẫn đường bằng radar AFR gắn ở mũi cho phép nó phản ứng ngay lập tức với các mục tiêu chuyển hướng gấp, khiến việc né tránh là gần như không thể. Sau khi tên lửa Kinzhan đi vào hoạt động vào cuối năm 2017, Nga có kế hoạch phát triển một phiên bản thu nhỏ hơn để tích hợp vào Su-57. Nếu thành công sẽ khiến nó trở thành máy bay chiến đấu tàng hình duy nhất trên thế giới, có khả năng tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm. Thứ ba, phạm vi hoạt động rộng hơn. Su-57 có bán kính tác chiến trên 1.500 km, theo một số nguồn là trên 2.000 km, và tốc độ bay trên Mach 2 mạnh mẽ hơn nhiều so với bất kỳ đối thủ nào. Thứ tư, bảo vệ máy bay bằng tia laser một tính năng mới nhưng ít người chú ý đó là hệ thống laser đối phó tên lửa dẫn đường hồng ngoại bằng cách phóng tia laser để làm mù các tên lửa đang bay tới thứ năm khả năng cơ động vượt trội sự kết hợp giữa sức mạnh vượt trội của động cơ saturn và khung thân được thiết kế tối ưu cho phép nó có khả năng thao diễn hoàn hảo nhờ vậy chúng có thể tránh các cuộc tấn công tên lửa ở tốc độ cao và định vị tốt hơn trong không chiến ở tốc độ thấp được trang bị bộ càng đáp siêu khỏe và lốp lớn, Su-57 có thể cất và hạ cánh ở các sân bay dã chiến bằng đất nện có đường băng rất ngắn. Trước việc các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây cũng như các cố vấn quân sự, huấn luyện viên quân sự và lực lượng đặc biệt của phương Tây, Nga không hề nhẹ tay trong quá trình tấn công. Ông Konstantin Garilov, người đứng đầu phái đoàn Moscow về đàm phán an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Viên Áo, chỉ ra rằng Nga phải hoàn thành các hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine trong vòng 2 hoặc 3 năm trước khi các nước phương Tây hoàn thành điều chỉnh sản xuất đạn pháo và tập trung tấn công những nguồn hỗ trợ quân sự của phương Tây. Có thể nói đây cũng là tư tưởng chỉ đạo tác chiến quan trọng của Nga. Ukraine đã mất đi tiềm lực quốc phòng và trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài. Chừng nào mối quan hệ quân sự giữa phương Tây và Ukraine còn chưa bị cắt đứt, thì Ukraine chắc chắn sẽ không thua. Theo một số thông tin, Nga gần đây đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác chống lại các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây trên lãnh thổ Ukraine. Ông Gabrielov tiết lộ hôm 4 tháng 6 rằng, sau khi nắm được tung tích của các nhóm quân sự Mỹ và phương Tây trên lãnh thổ Ukraine, quân đội Nga đã khóa thành công mục tiêu rồi tiến hành đòn tấn công chính xác. Nga tập trung thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các hầm ngầm tại khu huấn luyện Yavorov, nơi có các giảng viên quân sự phương Tây. Ông Gabrielov cảnh báo, sau khi Nga thực hiện các cuộc tấn công chính xác, cho dù linh đánh thuê có ẩn nấp thế nào đi chăng nữa, tên lửa Kinzhan sẽ tìm thấy họ các hầm trú ẩn tại trung tâm huấn luyện nơi tập trung các hoạt động đông người cho thấy các nhóm quân sự của mỹ và phương tây hoạt động trên lãnh thổ Ukraine khó tránh khỏi sự trinh sát theo dõi của nga được biết vào thời điểm đó các thành viên của nhóm quân sự từ nhiều quốc gia đang tập trung tại một căn hầm chỉ huy ở trung tâm huấn luyện yavrov để thảo luận về cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào nga nhưng điều họ không biết là nga đã biết trước tình hình và lên kế hoạch tấn công một cách cẩn thận dựa trên thông tin tình báo có được và với sự hợp tác của lực lượng trinh sát mặt đất nga đã nắm bắt chính xác thông tin chi tiết về hoạt động của các nhóm quân sự phương tây từ đó xây dựng kế hoạch tấn công chi tiết khi các nhóm quân sự của phương tây vừa tập kết dòng cuộc tấn công tên lửa của nga ập đến tên lửa Nga tấn công hầm trú ẩn từ trên cao, xuyên qua nóc hầm và phát nổ. Theo thông tin, một lượng lớn lính Mỹ đã có mặt tại hiện trường khi hầm trú ẩn bị phá hủy. Hiện chưa rõ có bao nhiêu quân nhân Mỹ thương vong do cuộc tấn công của Nga, cũng như không biết quân nhân của nước nào cũng bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ tấn công. Tuy nhiên, đây là thông tin một chiều từ phía Moscow và rất khó có thể kiểm chứng. Ngoài ra, quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tấn công tìm diệt nhằm vào các cố vấn quân sự, huấn luyện viên quân sự và lính đánh thuê phương Tây. Mặc dù quân đội Ukraine và các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây đã áp dụng rất nhiều phương pháp ngụy trang để cố gắng tránh các cuộc tấn công từ quân đội Nga, nhưng Nga vẫn có cách để phát hiện dấu vết của họ và sau đó thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Ông Konstantin Gabrilov tuyên bố, theo thông tin của chúng tôi và Lầu Năm Góc đã xác nhận thông tin này trong các tài liệu công khai của mình, hiện có 92 nhóm quân sự nước ngoài ở Ukraine. Trong các nhóm quân sự nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, có 14 nhóm đến từ Mỹ. Nói cách khác, các tướng lĩnh và sĩ quan của họ với tư cách là lính đánh thuê hoặc cố vấn quân sự đang lên kế hoạch cho các hành động chống lại đất nước chúng tôi. Đây là bằng chứng cho thấy Mỹ và phương Tây đang trực tiếp tham chiến ở Ukraine. Pháp đã đàm phán với Kiev để đưa các giảng viên quân sự tới huấn luyện binh sĩ Ukraine trong lãnh thổ nước này. Nga không tiết lộ quy mô cụ thể của 92 nhóm quân sự nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, nhưng chắc chắn rằng các nhóm này được phương Tây hỗ trợ và có nhóm được phải tới Ukraine công tác. Mỹ và các quốc gia liên quan không bình luận về cáo buộc này. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, Mỹ và phương Tây rất thận trọng trong việc đưa quân tới Ukraine. Ngay cả khi Nga nắm được bằng chứng, Mỹ và phương Tây vẫn từ chối thừa nhận khi tình hình chiến trường đảo chiều Mỹ và phương Tây bắt đầu không còn che giấu ý định gửi quân, thậm chí còn chuẩn bị công khai gửi quân. Việc Moscow công bố phát hiện 92 nhóm quân sự nước ngoài cho thấy các đồng minh của Kiev đang tăng cường nỗ lực đưa quân tới Ukraine. Theo số liệu của ông Gabrielov công bố, Mỹ trở thành quốc gia có đóng góp lớn nhất. Họ cũng là quốc gia đứng đầu trong số các nước phương Tây hỗ trợ quân sự cho Kiev và cũng là nước tích cực nhất trong việc đưa binh sĩ tới Ukraine theo tình báo nga thành viên của các nhóm này chủ yếu là binh sĩ tại ngũ hoặc là mới giải ngũ nhiều người trong số họ là tướng lĩnh hoặc sĩ quan mỹ mặc dù các nhóm này là lính đánh thuê giảng viên quân sự nhưng thực chất họ là quân nhân Moscow cáo buộc các nhóm quân sự nước ngoài có vai trò đặc biệt ở Ukraine và địa vị của họ cũng rất quan trọng. 92 nhóm này được phân bổ trên các chiến trường khác nhau. Dù không trực tiếp chiến đấu với quân đội Nga, nhưng họ có nhiệm vụ giúp binh sĩ Ukraine sử dụng tổ hợp HIMARS, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh phương Tây, tên lửa phòng không và các loại vũ khí khác quan trọng hơn các nhóm quân sự phương tây cũng sẽ trực tiếp lên kế hoạch và tổ chức cho quân đội ukraina thực hiện nhiều hoạt động tấn công phá hoại khác nhau nhằm vào lãnh thổ nga thời gian gần đây ukraina bắt đầu gia tăng tấn công vào nga bất chấp tình thế bị động trên chiến trường trong quá trình tấn công các mục tiêu nhạy cảm như nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu, đài radar thuộc hệ thống cảnh báo sớm chiến lược, nhà máy quốc phòng ở Nga, các nhóm quân sự của phương Tây được cho là đã đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra, các nhóm quân sự của phương Tây cũng đóng vai trò quyết định trong cuộc tấn công vào hạm đội biển đen của Nga ở bán đảo Crimea. Mặc dù hầu hết các cuộc tấn công đều do quân đội Ukraine thực hiện, nhưng rất khó để thực hiện chính xác các cuộc tấn công tương tự nếu chỉ dựa vào sức mạnh nội tại của chính Ukraine. Ukraine về cơ bản đã mất đi năng lực tình báo và chính xác. Nếu muốn thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích thì phải có sự hỗ trợ của phương Tây, trong đó các nhóm quân sự nói trên là lực lượng hỗ trợ quan trọng nhất. Đánh giá chung, dù Mỹ và phương Tây có tiếp tục tăng cường can thiệp cũng không thể thay đổi được cục diện chiến trường hiện tại. Điều Ukraine phải đối mặt không chỉ là tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng, mà còn là vấn đề thiếu năng lực kiểm soát trên toàn chiến trường, đẩy họ vào thế bị động.